tay đẹp mọi người. Thì cũng như mỗi khi á, là tầm gần 2 giờ chiều á mọi người, Kha và anh Bảy sẽ đi thăm giớn. Thì trước khi đi á, thì Kha hay chia sẻ là ngôi nhà của anh Bảy hiện nay là nhà nó ngập như vậy nè mọi người. Theo Kha tính chắc có khoảng là gần cả mét đó mọi người. Thì mỗi nhà là mực nước lên được 2-3 tấc. Mấy hôm nay bão á mọi người. Đây góc nhà của anh Bảy nè, ghe đã cập vào tới trong nhà luôn. Rồi, đang chuẩn bị đi ha mọi người. Hôm qua Kha với anh Bảy đi ngay ngày bão số 4 vô luôn nè mọi người, quá dòng luôn. Anh Bảy đang soạn đồ chuẩn bị, Kha bằng áo mưa sẵn luôn mọi người. Kha sợ mưa á, bằng sẵn luôn. Mọi người thấy không, mực nước lên quá cao luôn, mỗi một ngày lên khoảng 2-3 tấc nước đó mọi người. Đi chưa anh? Chuẩn bị là mình đi ha mọi người. Qua giờ sáng giờ luôn mưa, quá mưa luôn. Ngày lên chắc khoảng 3 tấc cái nước á anh Bảy. Sàn anh bây giờ quá ngập luôn. Đó là nhà của anh Bảy. Rồi mình rờ bến ha mọi người. Tiếp tục hành trình với anh Bảy đi thăm giới cái Linh ha. Cũng như mọi ngày là tầm 2 giờ Kha và anh Bảy sẽ đồng hành. Đó, anh Bảy sửa soạn rồi đó. Hôm qua cũng tầm giờ này trời cũng rất là ok ha mọi người. Khoảng 3-4 giờ là trời sẽ chuyển mưa, mưa lớn luôn hôm qua. Thì hôm nay Kha cũng mong Kha với anh Bảy sẽ thu hoạch cá linh trúng đậm ha mọi người. Hôm qua cũng có cá nhưng mà không được may mắn ha. Hôm qua quá dông luôn. Thì cũng như mỗi khi mình sẽ vào đồng ha, Bảy đi qua bên đó rước ai à. Rồi tiếp tục đi ha. Hôm nay anh Bảy có kêu thêm một người đi theo nè mọi người. Cũng như mỗi khi Kha và anh Bảy sẽ vào đồng thì Kha xin nói lại, đồng này là cánh đồng thuộc phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc. Và khu này là khu cửa khẩu biên giới Vĩnh Quân nha. Hôm qua Kha cũng đi cũng tầm giờ này nè mọi người, cũng 2 giờ. Trời rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không, hôm nay rất là trời rất là đẹp luôn. Mặt nước là phẳng lặng luôn. Hôm nay nước sâu lắm ha mọi người, dớn tất cả là ngập hết luôn. Mọi người cũng nhớ ủng hộ kênh Kha và anh Bảy ha. Kha đăng video vào lúc 6 giờ rưỡi chiều mọi người, 18 giờ 30 phút. Đây là cái giếng đầu tiên nè, nó muốn ngập luôn nè mọi người. Anh Bảy đi luôn rồi. Đây mình ghi chiếc ghe qua ghe đục của mọi người cho nước vào. Lực có khoan. Đây là cái giếng đầu tiên nè. Rồi lũng nữa rồi. Không có nói trên đó không sao. Lại nước trong trong chợ cái nội ngoài luôn. Đúng lũng rồi mọi người, cái giếng đầu tiên. Cũng nhờ nằm trên không sao. Được.
ngày qua cũng có gan nữa. Lúc đổ rồi mọi người, đổ chuột cắn rồi. Mọi người nước là bỉnh hết trơn nè, mà chuột nó lội ra nó cắn luôn nó phá. Nước bỉnh hết trơn, ngập cái cọng lúa hết trơn. Quá ghê rồi chứ. Mở ra là cái chuyến đầu là gió hả mọi người? Gió này. Ồ, khá thấy cá nhiều lắm mọi người. Nước lớn mà nếu mà không có gió mà cá linh nó chạy lắm mọi người. Hôm qua bầu vào bờ gió mà dòng mọi người thấy không, rất là gió luôn, tiếng hú đó. Hai cái nha. Cá thấy cá quá nhiều luôn. Chốt hả? Cái chốt mà có giúp nhỏ nhỏ không à? Yeah, phải rồi, phải rồi, mình nghĩ cái chốt đó, phải rồi. Cái gì hả? Nãy giờ cái dân đầu tiên nó bị lụt nữa người. Bị giá, lên. Sao mình tiếp tục cái thứ hai nha. Tiếp cái dớn thứ hai mọi người. Dớn này mà không lụm là thấy cá nhiều lắm nha. Trời gì mà hết nữa. Mấy cái giới không lủng là ok à. Cao quá luôn à. Lèo nó kia đứng nó chịu không? Chịu không không? Mới có ông hồi nãy có được. Được không? Lèo nhỏ. Lèo ơi, lớn lắm. Lèo quá. Lấy cái gạch mình để riêng thôi ta. Cái lèo với cái kia nó sao? Ồ, đầy gớm nổi luôn. Rồi anh tiếp tục xong cái thứ hai mọi người. Cuộc xong mình sẽ đi thăm tiếp tục cái thứ ba. Nhanh chóng qua tiếp tục thêm thăm giớn thứ ba mọi người. Trước mặt đó là hai cái giớn nữa. Sao giọng mà cát đó.
của mình nhận bao chứ cũng phải ba bao luôn á. Cái này giờ chứ giống đi đào lậu. Đi được. Rồi tới ha mọi người. Ồ cá quá nhảy lên mấy ơi. Cá linh nhảy. Tớ qua đầu luôn rồi. Không kéo được con cánh bên đây rồi, còn cánh tớ rồi hả? Ờ. Còn tám lại kéo chưa? Rồi. Đâu á, kéo đã quên còn cánh. Cánh nó cũng có chị nhỏ dài, cái cánh chặt con quẹt đó lợn. Ủa. Cái này thấy cái linh nhiều nè. Cái linh nhiều. Còn cái ham gì vậy? Kiếm biển tăng nó phá rồi. Đây mới cài giá sớ quanh giờ. Rồi, xong cái giếng thứ ba mọi người. Cái giếng thứ ba này cá nhiều lắm. Thường đi xiếc mấy giờ? Chiều hả? Ở đi kiếm cá ăn không mà, cũng lần đi ấy cỡ này vô ngoài rồi. Quẩy lắm, không chạy đâu có đi đâu. Gì không? Ở trong kia không? Rồi tiếp tục tới cái giếng thứ tư ha. Đây cái giếng thứ tư rồi. Cái linh cũng hiểu nè. Cái linh thấy là nhiều lắm người. Quá luôn rồi.
mẹ này quá trời luôn, mẹ với thứ ba với thứ tư này quá thấy ham rồi, quá ham rồi. Gió quá gió, bây giờ anh phải anh tiếp nhiều người xem đó kìa, quá trời luôn, giờ không nổi luôn á. Rồi tiếp tục. Rồi ta cái giống cái nằm nè mọi người. Rồi đó mọi người thấy không? Quá gió luôn rồi. Cá linh hơi nhiều. Cao quá nhỉ luôn. Ồ. Nguyên cái bầu luôn kìa. Đó, cá. Trời ơi, nguyên bầu luôn, cứ quá nhiều rồi. Trời ơi, quá luôn. Ủa, cái mẹ này quá cái linh ham rồi. Thứ năm cái giếng thứ năm là mọi người đã có chơi nè, chuyển đèn cái chơi luôn, gió nè. Cái giếng thứ năm xong bắt đầu tiếp tục cái giếng thứ sáu à, giếng thứ sáu à. Hôm nay trúng đậm mọi người, hôm qua thì nghe chăng mưa luôn, rồi gặp thêm cái giếng bị chuột cắn, nghe cá đi ra hết trơn. Hôm nay là giếng là ok à. Biết khi cái giếng mà mọi người mình thấy cá là đa số là cá lòng thông với cá lòng non, cá đó giá không được nhiều hơn mọi người, quan trọng là cá cá rô nhiều, phi cá cá lưng nhiều, mấy cái cá cá rô non với cá lòng thông cá tạp ký có vài ngàn à.
đi con cá hè tú mà sao nhảy luôn kìa. Ủa đồ chặt nó vô gác được hay vậy? Sáu hả mọi người? Nhưng mỗi khi là đổ xong rồi mà anh phải sẽ cuộn lại cho thành ghế rồi tiếp tục đi thăm tiếp tục cái ghế khác. Rồi mình tiếp tục nha, đi thêm cái giớn thứ bảy nha. Rồi tiếp tục tới cái giớn thứ bảy. Gió nha, gió càng ngày càng mạnh đó. Sau này cá lực nhiều lắm đấy. Rồi, xong kia thứ 7, bên này là kia thứ 8 nè mọi người. Cái giới thứ 8 này mọi người. Ủa, càng ngày càng mạnh. Người nhìn bầu trời là đen hết trơn. Ủa, sao đây ha?
ít mà lượng cá linh nó nhiều là được hả anh Bảy? Dạ, lấy chất lượng thôi, số lượng nhiều cũng được nhiêu tiền. Bây giờ mẹ cá linh nó nhiều thôi mọi người, khi mẹ cá mọi người thấy nhiều quá, còn là cái chốt với cái lồng tông với cái lồng non có nhiều tiền. Rồi tới cái giếng thứ 8 xong, tiếp tục tới cái giếng thứ 9 nè. À, tới cái giếng thứ 9 nè mọi người. Cái giếng thứ 9 hả mọi người? Thì đó mới của anh Bảy, từ từ mấy cái cá linh ngon nè. Chỗ này sâu rồi. Mấy cái tới giờ dở cái đây cái linh lắm đó. Cá cây lúa này ít. Thôi gà lên coi. Có lũng gì không anh Bảy, kết chưa? Chỗ này đáng lẽ em nước sâu rồi. Giếng thứ 9 này cá ít lắm mọi người. Đó là cái giếng thứ 10. Đây cái miệng giếng thứ 9 nè mọi người, cuộn lên cao như nè. Giếng này cá ít lắm ha. Anh Bảy đang đẩy tới cái giếng thứ 10. Rồi tiếp tục cái giếng thứ 10 nha. Gió luôn. Mọi người gọi gió nè. Nhìn mặt nước là biết gió hả mọi người? Giếng thứ 10 này có thấy cá nhiều luôn, không biết cá rô hay cá lồng tông đúng không mọi người? Quan trọng là cái linh nhiều ha. Okay.
cua tổ đây hả? Rồi tiếp tục ha. Rồi, đó tiếp tục cái giếng thứ 11 ha mọi người. Ngập mắt giếng luôn. Tụt cái giếng luôn. Rồi đầy nắp luôn. Rồi tiếp tục cái giếng 12 nha mọi người. Đây cái giếng 11 anh 7 nó còn ở chân này. Xong cái giếng 12 này mình sẽ chạy vào dừa mình đổ cá ra. Đầy khoan rồi mọi người ơi. Đầy khoan đục rồi. Giếng thứ 12 xong không? Qua. Wow.
Rồi xong. Đi vô ha mọi người. Cái giếng này xong mình kia giữa mình đổ cái vào giữa rồi tiếp tục đi sáu cái nè. Rồi mình đang chuẩn bị mình về ha. Rồi mình về tới rồi nha mọi người. Tới giữa rồi. Bên đó là nhà của anh Bảy. Đây là con sông Vĩnh Tế ha. Về mình đổ cá mình dựa lại. Ngập phan ghe mọi người. Bảy và là mấy anh em đang chuẩn bị xúc cá lên ha, mình đưa vô đó mình dựa đó. Cái giỏ. Để giúp đi, giúp nó ngồi, nó rước này nè, cái giỏ giặt, cái giỏ mày á. Thằng này nè, thằng này ngồi trước này nè. Cái giỏ giặt, con giặt đó đó. Mình đổ là mình khỏi lửa hả? Không nổi luôn. Rồi mình tiếp tục ha mọi người. Cá mà đã đổ vào giữa chưa rồi. Còn vài cái nữa là xong chiếc thứ hai nữa là mình về luôn ha mọi người. Rồi tiếp tục nha, tới cái giếng thứ 13 nha. Quá là kiểu mỏ luôn rồi. Ủa mình lựa sớm không được hả anh Bảy? Không. Lựa sớm cá nó yếu hả? Trời, nó kêu đi nó 11 giờ không có lựa.
dám khó nó tụi con còn bắt cá chấu còn nuôi á. Cái này thấy cá rộ chứ. Một người là lại lấy luôn á, mới là vô trong bịch luôn. Ôi ôi quá. Là tốt vậy. Ừ. Chặt táo cây đi. Cá quá mặn rồi. Ngày cá linh gọn coi độ quả tí qua bao nhiêu tí. Cá linh mình giảm nổi. Đúng rồi, cái này cá linh dễ đâu nổi. Cá này còn dấu không nổi cá linh. Ôi ôi. Nên lấy gì giùm cái cống à. Rồi tiếp tục nha. Mới nha. Anh Bảy thì đứng ngoài trước. Chạy là trước mặt luôn đó mọi người, là thăm hai cái giớn nữa. Là hai cái giớn nữa là 15 và 16. Rồi tới ha mọi người. Mẹ là thấy im nè. Mẹ này có nên thấy gì hơi nhiều nè. Rồi đây qua đó mình chấm cái mưa luôn ha mọi người. Tới cái dáng thứ 16. Nước càng ngập là cá linh thấy nhiều á. Lũng nữa anh Bảy. Rồi xong. Xong cái giống thứ 16. Anh Bảy sẽ cuộc lại rồi mình sẽ tiếp tục nói hai mọi người. Hai cái nữa thì mình đã xong nha.
đăng cuộc cái giếng thứ 16 loại mọi người, cuộc rất kỹ luôn. Rồi tiếp tục đi ha, tiếp tục đến cái giếng thứ 17, còn hai cái nữa mình kết thúc ha mọi người. Sao vậy? Rồi đang tới hai cái giếng cuối cùng ha. Phải gỡ ra ha mọi người. Thì cũng như mỗi khi đó, tới cái giếng mình phải mở cục dây ra. Cái này là cái đít đằng trước đằng đó đó mọi người, là đầu giếng. Thì thay miếng lưới nè mọi người, phải giăng lưới dài tới đó đó. Đó, mọi người thấy nè, nó rất là cực công nha, nó bủa vây theo, nó sẽ liên đới nhau á, thì cái linh nó len lỏi theo cái miếng lưới đó, rồi mình sẽ cá nó sẽ vào đó và nó vô cái giới của mình. Tại cho mình thôi. Có con cái chép vàng đó, chép vàng vàng nữa. Rồi có thêm gắn đó luôn. Em thấy có những con gắn chung nữa. Đó, được, thiệt chặt luôn ha. Lú cái giếng chút xíu vậy nè. Sao ngày mai nữa là cái giếng ngập luôn á mọi người. Một ngày vậy lên khoảng 2-3 tấc nước á. Rồi xong. Đi về ha mọi người. Rồi tới nhà ha mọi người. Cái mặt kha là chiếc xà lan quá lớn luôn. Cái sông Vĩnh Tế này rất là lớn ha mọi người. Đây kha quay là kỹ ha, đây là nhà của anh Bảy nè. Rất là mát luôn. Bên đây là dựa cá anh Bảy, anh ghé anh dựa vô nè. Phía 12 giờ 1 giờ sáng ha mọi người. Là anh Bảy sẽ với chị Bảy sẽ qua đây lựa cá. Rồi tới nơi. Rồi anh lại tiếp tục đổ cá vào động ha mọi người. Thì anh đổ cho đó đầy hết cái rồi đó mọi người. Khi 1-2 giờ khuya đó là bắt đầu anh ra với chị Bảy sẽ lựa ha, lựa lại.
muốn qua nhà anh Bảy là vào tháng này là phải đi ghe qua hai mọi người. Cái đường đó nó đã ngập từ đây dài ra tới ngoài cầu Vĩnh Quang luôn, ngập hết luôn, chạy xe gắn máy không được. À, anh đang xúc lên đó, cá cái chốt và cá lầm tông, cá rô non nhiều lắm mọi người. Ảnh chủ yếu là cá linh, cá linh bây giờ anh bán được ký cũng được hai mấy ngàn mọi người. Thôi Kha cũng xin tạm dừng video ha. Trước khi kết thúc video đó, mọi người cũng cho Kha mình một like và một lượt đăng ký ha mọi người. Cũng ủng hộ Kha và anh Bảy, vợ chồng anh Bảy ha mọi người. Thôi Kha cũng xin chào tạm biệt mọi người ha. Chúc mọi người mình luôn luôn may mắn và nhiều sức khỏe ha. Chiếc ghe sau này, chuyến sau này Kha thấy cá linh hơi nhiều. Rồi Khai đi về. Wow, chiếc ghe này chở gì quá khẩm luôn. Nhiều quá.